bấm nút này là nút chuyển hệ có lọc và không có lọc nhạc. Thì các bác vừa cảm nhận thấy là có lọc thì độ nảy của âm thanh nó rõ nét và nó hay hơn rất nhiều. Đó. Chính vì vậy, lọc nhạc nó là bộ phận không thể thiếu được nếu anh em muốn nghe nhạc hay hoặc hát karaoke hay. Nó sẽ nâng cao giải bát, giải chép, giải lời rõ ràng, căng tròn để anh em thấy nó hứng thú hơn. Đó. Các bác đang thấy đây là mẫu lọc LG của Hàn Quốc, hay còn gọi là Lotte LG 700, đang bán ra với mức giá 2.800.000 đồng, giá tại cửa hàng các bác nha, Minh Audio Hà Đông, Hà Nội, 0941 891 914. Cửa hàng nằm ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông, chung cư Văn Phú Victoria, 10 cần gạt cho một cho tổng cả hai vế loa nên là chỉnh phát ăn ngay, hoạt động hoàn hảo luôn. Size của mẫu lọc là size 42, bề ngang đa cầu điện, điện 100, điện 220, có nút gạt đằng sau, hai tín hiệu đường vào và một đường xuất tín hiệu ra. Mẫu lọc này nó ngon ở chỗ là nó có cả đèn nháy và có cả cần gạt đèn sáng ở trên đầu cần. Thường thì với mức giá này thì sẽ không có được có bộ đèn này đâu các bác nhá. Đèn vàng, hàng bao zin và bao đẹp, bao hay luôn. Đây là một trong những phiên bản chất âm hay của Hàn Quốc, của lọc nhạc Hàn Quốc nói chung. Hình thức đẹp, vuông thành sát cạnh, đẹp luôn. Nếu mà so với lọc Nhật các bác nhá, thì cái lọc của Hàn Quốc này độ nhạy âm thanh nó sẽ rõ ràng, các bác cắm vào nó sẽ thay đổi rõ ràng hơn rất nhiều so với lọc Nhật. Chẳng hạn lọc Nhật thì 1 thì ông này lên 2 luôn, có nghĩa nó rõ ràng đến tai các bác nghe rõ luôn. Đường vào, đường ra, còn đường vào còn lại tép ở bên này. Đó, hai đường vào mà. Hai cấu điện. Đó. Bụi bặm là đang có nha, không tránh khỏi đâu. Như hình thức là tuyệt đẹp đấy. Bao zin cho anh em luôn. Đấy. Gạt đến đâu ăn ngay đấy. Chỉnh sắc nét rõ mồn một. Đây là đường chuyển hệ âm thanh này, đường tép, đường la. Còn nút này không cần bấm, đây qua đấy. Ghép vào âm ly hoặc ghép vào đẩy để nghe nhạc hát karaoke. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Nhớ dòng sông Nga, nhớ biển rộng.